màu xanh bên tay trái của mình, đó là nhà rạp xiếc của Bình Nhưỡng. Trong Vivo trong đây họ sẽ, mình có thấy là nó, mình sẽ thấy là người ta trưng bày rất là nhiều những cái phần thưởng, những cái phần thưởng khi mà họ tham dự những liên hoan xiếc quốc tế. Dạ mình ơi, khoan ơi, mình nhìn ở phía trước bên đây phải á, những chiếc xe đó là chở những cái người tới đây coi xiếc chung với mình á, là chung một cái đội hình hết. Từ chỗ này mình sẽ nhìn thấy một vài đại biểu của họ đó, thì từ chỗ này mình không được chụp hình những cái đại biểu đó nha cô chú anh chị. Nhưng mình nên xách máy vô trong được đúng không? Máy chụp hình của mình á, máy chụp hình của mình có thể xách vô trong, nhưng mà mình chỉ chụp những cái giải thưởng của họ trong đó, rồi vô trong đó rạp xiếc á, mình chụp hình cái rạp xiếc ok. Nhưng mà cái lúc mà họ bắt đầu trình diễn á là mình không có chụp hình trong lúc họ bắt đầu trình diễn. Bởi vì khi mà họ bắt đầu trình diễn á là những người đó là những người diễn xiếc á, diễn rất là nguy hiểm. Khi mình chụp thấy đó những cái đó thì có thể gặp thì họ bị mất tập trung. Đâu, 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 đâ